đụng cả năm trời chưa đánh luôn, hiểu tôi đi hả? Sao quên cắt trái dừa làm đôi giùm em luôn ơi. Anh nào em lấy cái cái ấy cho em. Ăn nào không? Hồi em lấy cái cái cho thú ăn. Ừ. Thôi. Thôi cái này dày lắm hả? Nãy không chịu nói nó lựa cái. Đâu có cái này mỏng à. Em lấy cái cái hồi em cho cá sấu ăn. Hay không? Mày cá sấu này em thích tươi không ơi. Em tập cho nó ăn chay luôn anh ơi. Không ăn chay đâu. Nào nào miếng nào nào. Đó, cảm ơn chú nha. Nãy hồi nãy em mua nó vô cho mượn thì chở nó đi trước luôn nè. Hay cho nó ngồi đây chơi. Đứng đây chơi cho vui cũng được. Cái này dày lắm khó nè. Dày quá hả chú? Ừ, dày. Nó ăn nào nó ăn ha. Mày cho mượn hai chục thôi. Thôi cho nó bắt ngồi đi vừa chung bánh luôn nha. Dạ. Anh đi. Dạ được rồi. Đem đợi người nhà đang mua bánh mì xong rồi tính tiền rồi nè. Tính tiền. Ba 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 ba. Đi rồi, đi rồi. Trái là 15 ngàn trái là làm cho Điền Quân hả? Ừ. Mình làm cho Điền Quân hay gì? Làm cho Tiêu tiền. Rồi. Ôi ơi. Cảm công nó mép hết trơn. Vậy đó em ơi. Cái nào nó. Cái cho em miếng dừa rồi nè. Tiền nè anh. Anh cái ly đá đó anh bỏ hả? Đang cái. Ừ bỏ vô em đựng cái dừa, em đựng cái cá. Cạo không được. Cứng cạo nó hư cái mép. Tại đâu có muỗng đâu. Rồi.